Ngày 20 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Ngô Quyền khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 7. Tới dự có đồng chí Đặng Đình Hoan, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại đây, các đại biểu đã nghe và thông qua một số báo cáo quan trọng, gồm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và sự điều hành của Ủy ban Nhân dân phường năm 2023, nhiệm vụ chỉ tiêu, biện pháp chủ yếu năm 2024, báo cáo ước thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2023, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2024, công tác phòng chống tội phạm, tổng hợp ý kiến cử tri và thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, những đề xuất kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Năm 2023, trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt nên đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước tổng doanh thu đạt gần 7,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách phường ước thực hiện đạt 104,4%. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện tốt, công tác kiến thiết chỉnh trang đô thị được tập trung cao, nhất là các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, thành phố. Trật tự đô thị, trật tự xây dựng được duy trì thực hiện thường xuyên, trọng tâm là thực hiện chỉ thị 01 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đẩy mạnh phong trào ngày Chủ nhật xanh gắn vận động toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thông tin tình hình chung của thành phố Bắc Giang, đồng thời ghi nhận biểu dương những kết quả phường Ngô Quyền đạt được trong năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị năm 2024, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thực hiện cải cách hành chính trong chỉ đạo điều hành, bộ phận một cửa phường nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý hệ thống cây xanh trên địa bàn, thực hiện xây dựng 4 nhà văn hóa tổ dân phố còn lại và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Kỳ họp tiến hành chia tổ thảo luận chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường những vấn đề cử tri quan tâm. Thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024, nghị quyết về dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2024, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân phường năm 2024.